Xin chào toàn thể anh em quay trở lại với Toyota Thăng Long. Em là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại đại lý ô tô Toyota Thăng Long có địa chỉ ở 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một mẫu xe có thể coi là huyền thoại qua từng năm tháng, đó chính là Toyota Camry. Một chiếc xe có thể nói là vô địch ở phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Một biểu tượng cho sự thành công. Hiện tại ở Việt Nam thì mẫu Toyota Camry này đang được phân phối với hai phiên bản theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc, đó chính là Toyota 2.0G phiên bản thấp và Toyota Camry 2.5Q phiên bản cao cấp. Trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Camry 2.0G phiên bản thấp có giá bán là 1 tỷ 029 triệu cho màu đen, màu bạc, màu nâu và cao hơn 8 triệu cho phiên bản màu trắng ngọc trai. Trắng ngọc trinh luôn. Nước sơn có thể nói là không chê vào đâu được. Toyota Camry là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng với Mazda 6 này, Honda Accord. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có đối thủ mới, đó chính là Hyundai Sonata. Khoảng vài tháng gần đây thì Toyota Camry vấp phải một cái sự cạnh tranh có thể nói là trên trời rơi xuống, đó chính là VinFast Lux A 2.0 đến từ Vingroup. Một chiếc xe được thúc đẩy rất nhiều về giá bán và chính sách, do đó là doanh số của Lux thì đã có lúc vượt Toyota Camry. Và hy vọng cuộc đua này thì sẽ mang lại cái nhiều lợi thế cũng như là giúp đỡ được nhiều người Việt nhiều hơn trong cái quá trình mà chúng ta có thể sử dụng những cái mẫu xe Việt cũng như là xe danh tiếng khác. Hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua đôi chút về cái mẫu Toyota Camry phiên bản này nhé, 2.0. Đây, mời anh chị em. Một cảm giác rất là trường xe. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từ phần đầu xe đi. Ở phần đầu xe trên cái thế hệ Camry mới này thì nó được thiết kế cái kiểu ca lăng mặt chữ X giống như trên những mẫu xe Toyota Camry của thị trường Mỹ cũng như là thị trường châu Âu. Thiết kế rất là đẹp. Mặt ca lăng thì được sơn bóng này. Những các chi tiết khác như là cụm đèn. Ở đây sẽ có đèn pha và đèn cốt, là đèn LED và chung một bóng bi như thế này. Người ta gọi là đèn bi pin LED. Bên này sẽ là đèn xi nhan, giải đèn LED. Chỗ này là không sáng được quý vị nhá, chỗ này chỉ là đèn phản quang thôi. Đó. Đây, tạo hình nắp capo cũng rất là đẹp này. Đầu xe được chúi thấp xuống, giống xe châu Âu nhiều hơn. Rõ ràng là Camry thì bây giờ trẻ trung hơn rất nhiều so với cái phiên bản trước đây. Thường là dành cho những anh chị khoảng ngoài 35 tuổi. Thế nhưng mà độ tuổi sở hữu Camry hiện tại thì càng ngày lại càng trẻ hơn. Có rất nhiều bác khoảng 27, 28 tuổi thôi và bước xuống từ những chiếc Camry như thế này. Rõ ràng là rất dễ làm say lòng người. Ở phần hông xe thì phiên bản 2.0 sẽ bị cắt bớt. Cái la răng nó không được đẹp như 2.5 đâu. Và với phiên bản này thì cũng sử dụng cái lốp 17 inch. Trong khi đó thì cái phiên bản 2.5Q sẽ sử dụng la đăng 18 inch nhé. Và la răng đay đa chấu xuất sắc hơn. Gương xe, gương chiếu hậu sẽ cùng màu thân xe này. Tích hợp xi nhan trên gương, chỉnh điện, cập điện và có cả chống bám nước. Tay nắm cửa mạ chrome cùng màu thân xe. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút nhỏ để vuốt. Đấy, vuốt như này là mở cửa thông minh nhá. Quý anh chị mang chìa khóa theo bên mình, vuốt nhẹ nhàng, cửa sẽ tự động mở và cửa sẽ tự động đóng. Phần đuôi xe là phần mà có lẽ là tôi thích nhất trên mẫu Camry này. Đây, góc độ này quý vị thấy đẹp không ạ? Chắc chắn là rất đẹp, cực kỳ yêu luôn. Cụm đèn LED được thiết kế cực kỳ đẹp. Gần đây thì có một số đơn vị độ xe người ta chuyển cái bộ đèn này thành cái bộ đèn đuổi giống như trên chiếc Lexus ES250. Nó cho cái cảm giác sang trọng hơn rất nhiều. Phần đuôi này chúng ta còn được trang bị sẵn cam lùi này, hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc. Trên phiên bản Camry này, nếu quý vị nhìn từ phía sau thì sẽ thấy là Camry 2.0 sẽ chỉ được trang bị một ống xả, trong khi Camry 2.5 sẽ trang bị ống xả kép nhé, cho cảm giác thể thao và hầm hố hơn. Rồi, đây là tổng thể thiết kế bên ngoài. Để so sánh về thiết kế bên ngoài của Camry 2.0 với Camry 2.5 thì chúng ta sẽ nằm ở cụm đèn chiếu sáng này, la răng này, cửa sổ trời này và cái bô đôi phía sau. Chúng ta cùng đến với khoang hành khách trước đi của mẫu Camry. Một chiếc sedan hạng D và rõ ràng là Camry thì luôn được đánh giá rất cao, đặc biệt là ở cái vị trí hàng ghế thứ hai. Đó, cực kỳ rộng. Khoảng để chân thoải mái này. Trần xe thì cực kỳ cao và thoáng. Đó. Phiên bản này thì ghế không ngả được, còn nếu mà phiên bản 2.5 thì quý vị có thể ngả được ghế luôn và ngả điện nhá. Ở đây chúng ta có một cái kệ tí tay khay để cốc khá là đơn giản. Nó không được chi tiết với những cái bảng điều khiển như trên phiên bản 2.5 đâu. Bù lại thì sẽ có cửa gió điều hòa. Đấy, điều hòa hai vùng độc lập, sẽ có cửa gió riêng này. Và tích hợp được cả cái sạc nhanh nhá. Hai vị trí sạc nhanh USB luôn.
anh chị thấy mẫu xe này ổn không ạ? Rồi, bây giờ thì mời anh chị lên khoang cabin. Toyota Camry thì thật ra trước nay không tập trung quá nhiều vào cảm giác lái cũng như là cái vị trí người lái. Đặc biệt là mẫu 2.5 thì gần như là không tập trung gì nhiều vào cái vị trí người lái đâu, mà tập trung phần lớn là cho cái hàng ghế thứ hai. Bù lại thì Camry 2.0 lại quan tâm tới người lái nhiều hơn. Đầu tiên là chúng ta có một cái góc vào xe rất là thoáng. Đây, mời cả nhà. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Ở bên này chúng ta sẽ có tắt giả, bật tắt cân bằng điện tử cũng như kiểm soát lực kéo này. Mở cốp điện, xăng, mở điện. Đây sẽ có một cái hộc nhỏ để chúng ta có thể để đồ, ví dụ như là vé xe hoặc là vé cầu đường, là rất thuận tiện. Một chiếc vô lăng, cảm giác cầm nắm thì phải nói là thực sự tuyệt vời. Nó rất là êm, nó không giống bất kỳ một cái chất liệu da nào khác của Toyota mà được trang bị trên các mẫu xe còn lại. Vô lăng này thì có thể chỉnh cơ gật gù được. Đây, kéo ra kéo vào. Đây gọi là chỉnh cơ 4 hướng. Đấy. Màn hình chi tiết và rõ ràng là cực kỳ đẹp rồi. Ở phần chính giữa này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái gương chống chói điện này. Màn hình này, màn hình này là không có tính năng dẫn đường quý vị nhá. Phiên bản 2.5 sẽ có dẫn đường, còn 2.0 thì không có. Điều hòa hai vùng độc lập. Đây là cái vùng mà đẹp nhất này. Một cái kệ tì tay được thiết kế rất là cao. Cần số, quý vị nhìn cái góc độ này thì nó đúng là nó không thua kém gì những mẫu xe châu Âu đâu ạ. Đó. Và có một tính năng rất hay tại vị trí này mà trước đây Camry chưa bao giờ được trang bị, đó chính là hệ thống phanh tay điện tử với chức năng giữ phanh auto hold. Phanh tay điện tử này sẽ thay thế cho cái phanh ngày xưa mà được đặt ở chân. Đấy. Chúng ta dừng đỗ bằng cách là móc đẩy như thế này. Còn auto hold sẽ là một tính năng cực kỳ tuyệt vời và đặc biệt là sẽ hữu ích khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ nhiều tại các thành phố lớn. Khi mà quý vị ấn nút hold này để kích hoạt cái tính năng auto hold tự động giữ cái áp suất phanh, thì nếu chúng ta dừng đèn đỏ cần số, quý vị hoàn toàn có thể để ở D không cần phải đạp phanh, xe sẽ tự động giữ và duy trì áp suất phanh. Khi chúng ta mớm nhẹ ga chuyển chân phanh sang chân ga thì lúc này hệ thống áp suất phanh sẽ nhả và xe tiếp tục di chuyển trên đường. Đấy là những cái tính năng rất hay. Đây quý vị nhìn lại cái bảng thiết kế khoang cabin này, thiết kế giải chữ Y như này. Nó lượn rất là đẹp. Và cái chất lượng hoàn thiện của Camry thì có lẽ là không thể bàn cãi được. Cũng là ghế da màu kem, cũng là loại ghế da thông gió. Sao trên Vios với Altis thì nó thông thường thế mà sao trên Camry thì lại tuyệt vời như vậy. Thì rất mong là nếu anh chị và các bạn có thông tin gì về cái nơi sản xuất ghế da của Camry thì mong là mọi người sẽ chia sẻ. Đến khi nào thì Toyota sẽ có một cái loại da chứ danh giống như trên da bò đực của Mercedes nhỉ. Đây, tính năng an toàn của Camry thì chúng ta sẽ có 7 túi khí quanh xe này, cân bằng điện tử, hỗ trợ cái ống dốc này, kiểm soát lực kéo, rồi phân phối lực phanh điện tử, 7 túi khí đầy đủ hết nha anh chị. Phiên bản này thì đang có giá bán là 1.029.000.000 cho màu đen, màu bạc, màu nâu và cao hơn 8 triệu cho phiên bản màu trắng ngọc trai. Tại thời điểm này thì Toyota đang hỗ trợ trả góp chỉ có 1.99% lãi suất trong vòng 6 tháng đầu. Và nếu anh chị có nhu cầu sở hữu mẫu xe Toyota Camry này, các phiên bản 2.0 cũng như là 2.5, thì rất mong anh chị sẽ liên hệ trực tiếp với số hotline được đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn quý anh chị và bạn và hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.